Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì em Thiện rất hân hạnh được gửi được quý vị video về một căn nhà đất tọa lạc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khoảng tài chính là hơn 6 tỷ. Địa chỉ mặt ngõ thẳng, thoáng ô tô vào, có thể kinh doanh online. Kính mời cả nhà sẽ cùng theo dõi nhé. Đầu tiên là về con ngõ. Ngõ trước nhà tương đối rộng, ô tô đỗ cửa. Xe vừa và nhỏ thì có thể để trong nhà được. Vị trí nhà cách phố chính là 30m. Theo địa chỉ là mặt ngõ luôn, không phải là ngách hay là hẻm nên là rất dễ tìm. Tiện kinh doanh online, tiện ship hàng, ship đồ hay là gọi xe. Trước nhà thì cũng không đối cửa với ai, view cực thoáng luôn. Quý vị để ý một chút, chúng ta thấy rằng nhìn từ ngoài vào, bên tay phải này thì có một con ngõ là khoảng 1,5m. Tạo cho thửa đất này thành một bất động sản nằm ở vị trí góc ạ. Vị trí góc tiếp giáp hai mặt ngõ. Về xây dựng thì họ sẽ đưa ra cả hai bên và mở cửa đi cả hai hướng luôn. Nhà có pháp lý tốt, sổ đỏ vuông vắn, thửa đất hình chữ nhật, giấy tờ đầy đủ. Bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác liên với đất. Cho tới giấy tờ thiết kế, giấy tờ điện nước, thang máy vân vân. Toàn bộ diện tích đất sử dụng riêng trên sổ là đất ở đô thị, thời hạn lâu dài. Đây em xin được quay cho mọi người cái cửa ngách đi sang ngõ bên đây nhá. Diện tích đất tầng 1 được chứng nhận trên giấy chứng nhận là 35m², có lẻ một chút. Thì em tính tròn là 35m². Vì là căn góc nên là họ xây dựng từ tầng 2, xây dựng đua ra cả hai bên ngõ, khiến cái diện tích sử dụng các tầng trên tăng lên là được khoảng 40m² một sàn ạ. Nhà xây mới có thang máy nên là với diện tích khoảng 40m² một sàn thì họ bố trí mỗi tầng là một phòng. Tầng 1 sẽ là gara xe hơi hoặc là kho hàng để kinh doanh online. Tầng 2, 3, 4 mỗi tầng một phòng rộng, có thể là mở cửa hai cửa sổ. Cách bố trí ở tầng 5 thì mọi người có thể xem tới cuối video để rõ hơn nhé. Nhà đất mà quý cô bác anh chị đang xem thì có địa chỉ tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Đi vào rất thuận lợi từ số nhà 641 đường Giải Phóng ạ. Từ đây mà đến Đại học Kinh tế Quốc dân là 1,5 km, đến Đại học Xây dựng là gần 2 km, gần với cả Học viện Quản lý Giáo dục. Cách ngã tư Đại La, Bạch Mai, Minh Khai, Trương Định và Trung tâm Thương mại Chợ Mơ là khoảng 1,7 km. Chúng ta có thể đi xuống 1,3 km là tới với bến xe Giáp Bát rồi. Thẳng trục đường Giải Phóng đi về các tỉnh phía Nam rất là tiện luôn. Khu này thì có rất nhiều yếu tố thuận lợi rồi. Nhưng mà tới đây thì đại siêu thị Aeon Mall Giáp Bát hoàn thành xong, chắc chắn thì nó sẽ còn phát triển sôi động hơn nữa. Về cái giá nhà chính chủ họ chào bán thì em xin ghi ở phần mô tả nhé. Giá thì có thương lượng thỏa thuận. Quý vị có quan tâm nhà đất ở khu vực và khoảng tiền trên thì mình có thể đến trực tiếp để mình xem. Để cái quá trình di chuyển và sử dụng trong nhà được thuận lợi thì nhà này có thiết kế thang máy á. Thang này thì có tải thiết kế là kéo được 450kg, sức chở cùng lúc là được khoảng 6 người. Nhà mới, thang máy cũng mới luôn. Vừa rồi là những thước phim thực tế nhất về căn nhà đất nằm tại Hoàng Mai, Hà Nội, gần với trục đường Giải Phóng, xây dựng là 40m² một sàn. Lô góc, nhiều cửa thoáng, có thang máy, vị trí ngõ ô tô vào, sổ vuông đẹp, kinh doanh online. Để xem nhà thực tế thì xin gọi em Thiện 0902661999 ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị quan tâm đến căn này sẽ tiếp tục xem các tầng trên nhé.